Rồi. Xã cho đi mày, xã đi em ở đâu, đúng không? Em ra, xã cho đi mày, chị biết ta. Giờ muốn hát cái gì? Ông Đạm, ông Đạm ông hát á, ông có cái cục đạm đây nè. Nó làm cục đó. Đây nè. Đòm đến hơn. Đòm đến hơn. Giờ hát bài đàng hoàng rồi. Rồi. Giờ hai đứa Nga hát bài gì? Chị Nga hát giờ bản chế trong tù đi. Em phái ngày chế. Chế trong tù á? Ừ. Có luôn. Trời. Đúng hẹn luôn. Ba mươi đêm pháo giao thừa con nằm chỗ bốn bức tường cao ba mê chiều cao con ăn năn biết nói sao từ nhỏ con luôn quậy phá trong gia đình đến năm 18 con cài lời của mẹ cha giờ đây ê, cái này sai, có căn tàn nữa mà. Chơi đại đi. Không được. Ở đây đâu đâu. Ừ. Ở nhà của anh hai này đâu. Dạ, dạ, anh ba. Anh ba. Nhưng mà không được. Ba. Không được. Tàn rồi vậy đừng đổ quốc vô. Muốn chị chế cái nào chị chế cũng được. Nhưng mà... Không, nghe luôn cái... Thật chế dữ lắm. Dạ. Bốn bức tường. Bây giờ chị hát về cuộc đời của chị được không? Được. Ok. Chế nha. Rồi. 9 tuổi ta ra đời ta tự chế rồi đó. Dữ. Chế. Dạ. Mới hôm nào càng bám cha tôi nên lương tâm bị cắn rứt. Kể ngày nay tôi ra nghề kéo kéo cho cha con khỏi mất lòng. Từ sáng sớm tôi bán ở cầu bông đi qua cầu chữ Y bán 50 ngàn tôi liền vô tìm vắng con sắm liền một kỹ ba ơi con đã nên thân không ăn bám cha hiền dạ. Tuổi đời chẳng đơn côi nạt gót mong đầy lộ buồn đèn đêm bóng mơ nhạt ngơi hồn lắm tâm tư đi vào dị vắng bờ tình còn trong lối mang lối tiếc cho nhau ngày nào tay trong tay lối về cùng hẹn hò nhiều em giấc mong vừa trôi giây phút bên nhau nay còn đau nữa người về trong thương nhớ người đi nhớ thương người dữ đệm á cái giả tự không à, chỉ lấy giả tự gắn vô cuối đúng rồi. Giả tự gắn gắn cuối đúng rồi. Mình đi xuống đó mà kỹ ca thì chỉ ca cái tầm kỹ ca kỹ tầm ca cao. Tông cao, ừ. Tông Ngọc Sơn là đúng quốc, rồi. Quốc hết đó. Mình chơi mà gõ mấy này ca cao mới hay. Nữ tông cao. Tông kỳ cao. Không được rồi. Thôi cứ quay đi cứ gửi cho. Mới đầu gặp em anh ngỡ rằng em có nhà lành. Dữ. Ai ngờ rằng đâu nè em bán bánh té cờ bên xe dữ dằn mỗi lần bạn ghé anh em vô chỗ xóm quê em bán dữ bán xong hết rồi em còn nghĩ tới cái chuyện tình duyên dữ dằn mới đầu gặp anh nè yeah. Em ngờ rằng anh có nhà giàu ai ngờ rằng đâu nè anh đủ xe ở tại mà cua héo mỗi lần anh xuống anh cắm ở bên chợ nhỏ cắm xong hết rồi anh còn đi xăm cái
bồ đồ đinh dở dàng. Ông chồng của tôi là ông chúa tình yêu lại có mèo. Ông đành bỏ tôi nè, ông yêu con nhỏ đó không biết con nhà ai nhớ. Môi lần chung 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 anh chung cái quần ông túng. Mắt đen trắng vô, ông yêu nó mà ông đành bỏ tu. Dữ dàng. Quá dữ. Quá hay. Quá dữ. Quá dữ. Ta đâu thấy ăn dưa. Ta đâu có dưa. Bài này tự chế nè. Rồi, vô cái đi, chúc mừng, sinh nhật. Ngày mai này kia tao hát, người ta không biết. Sao kỳ vậy ta? Sao kỳ vậy ta? Ủa cái bài tự chế luôn. Nhưng mà ai tỉnh không biết hát. Đúng rồi. Bài này tự đề một tối đến năm em tao làm luôn á. Dữ. Quá dữ luôn. Nè mày nghe khúc này mới ghê nè. Rồi. Một tối đến thăm em, đóng xe đạp mới gấp, tiền túi có sang đây, xin mời em lên xe nè. Đạp hết dốc ca từ, rồi đi vào ca bốn, rồi cùng nhau vô quán cho vui lòng người yêu. Dở. Uống nước rồi cùng nhau giao phố, ra xa lộ mình hóng mát vui chơi. Ai đã từng một lần qua sẽ biết, khi qua rồi nè lòng cảm thấy phê phê. Yeah. Chạy quanh rạp Long Khánh rồi bỗng thấy cô em đang ngồi trong công viên nè. Tôi đã mắt như điên, cô em cười chung chiếm, rồi cùng nhau lên xe cho vui lòng mới quen. Khi ra về tôi chạy như tên bắn, tôi muốn ngần nè mà thắng chẳng có ăn. Tôi vô rào lồn nhạo lên phía trước, khi tỉnh rồi tôi thấy mình nằm nhà thương. Thấy chưa? Tao đâu phải ăn dưa. Vô. Chế một bụng. Dữ vậy ta. Tỉnh lỡ rồi thấy mình nằm nhà thương. Ta đâu có dữ dừa. Tỉnh lại rồi thấy mình nằm nhà thương nha. Trời. Sao không nằm nhà thương đi ra mà không hỏi mình nhà thương gì? Không biết luôn. Không biết luôn. Nhà thương chỉnh hình. Chạy xe mà nó bị đụng là gãy xương rồi vô nhà thương chỉnh hình. Chỉnh hình chứ sao người thương gì. Trời. Còn về nhậu hả? Chị biết bài chế gì không? Bài chế gì đây? Tao quất tiếng Bắc cho mày nghe. Ồ, dữ rồi nghe. Tiếng Bắc là dữ à. Hồi chắc muốn khỏi ăn muốn nghe no luôn rồi đó. Quay đi, chị live show. Rồi. Quay đi. Con co mà co bấy nã. Dở nã nã bay qua rồi. Mà qua đồng lúa bay vào mà lội nước sôi tìm tìm tan ôi lòng mà rụng rồi thế làm môi ra mà nhau. Dở. Trời đất ơi mà ngon quá trời thế rồi mình nấu món món cà ri chấm thêm ổ bánh mì mời bà con đến mà nhậu. Trời đất ơi mà ngon quá trời. Chuẩn không? Dữ. Đó tao quất nửa bài, tao cho nửa bài mày nhớ. Dữ. Tao quất hết bài sao được. Rồi. Còn mà nói về ai tuổi ngựa hả? Ngựa nè, hát về ngựa nè. Ngựa. Tuổi ngựa thôi á. Ngựa đó. Rồi. Ngựa mà đang phi, người ta cứ bao là phi ngựa. Dữ. Ngựa mà đang đua, người ta cứ bao là đua ngựa. Ngựa phóng nhanh rất cái yên, người ta cứ bao là yên ngựa. Nếu đi cua trai, người ta cứ gọi là ngựa bà. Ngựa bà. Cua trai là ngựa bà. Con gái mà đi cua trai đâu có được. Là ngựa bà. Ngựa bà. Đào mà ra hoa, người ta cứ gọi là hoa. Hoa đào. Đào mà ra bông, người ta cứ bao là bông, bông đào. Đào nốt đi, nếu ra trò người ta cứ gọi là hoa đào. Đúng không? Nếu đi chạy show, người ta cứ gọi là hồng đào. Hồng đào hay đó mày. Hồng đào đó, hồng đào với hồng đào với cái vợ, hồng đào vợ của ông gì nào? Danh Hải á. Gì Minh đó. Minh gì đó. Quốc đại Minh đi. Cái gì mà Minh nè?
Lê Minh không phải Lê Minh. Quốc Đại đi. Quốc Đại Minh đi, Quốc Đại Minh đi. Không có liên quan gì đến xác. À đúng rồi, Quang Minh á. Nói Đại Quang Minh đi. À Hồng Đào Quang Minh á. Đúng rồi. Trời. Chạy show là Hồng Đào đó. Trời ơi, người ta nhảy rap rồi. Tuổi 15 anh Tư đã giật dây chuyền để tặng người yêu. Nào lời đâu chúng nó bắt. Chúng đánh ngay như đánh thể thao. Ăn cơm tù như ăn cơm tiệm. Uống nước tù như uống bia lon. Ngủ nhà tù cũng ngủ khách sạn. Khi người ta đưa Nga đi tỉ, lúc Nga về Nga bốn người kia. Chiếc xe lăn từ từ lăn bánh, đưa Nga vào nghĩa địa bình yên. Đường Nga vào. Vào tiệm tôi, ôi băng giá. Tôi 15 Nga bước ra giang hồ. Sạch dao, đi theo tôi đại bàng. Từng đêm Nga đi trên mương. Thời gian nuôi Nga khôn lớn. Đại ca Nga đổ máu nên qua đời. Chính Nga sẽ là đại bang, quyết tâm trả thù cho đại ca. Đại ca hơi có em vô cùng thương nhớ, chém giết tận tên. Ôi bàn tay năm ngón mất ba con Nga. Nga coi như đã hết. Bọn đàn em bị bắt nên khai rằng chính Nga sẽ là đại bang của bằng xã hội đen. Tên tên ta đèn đèn ta mất luôn á. Dở. Cái này hồi là tao biết khác giờ là cưng quệ trơn đó. Tao biết chơi đà cho tao biết mất mà. Dạ. Quá hay. Vô. Là từ sáng giờ hai người cưng công cốc rồi đó. Thì mới mướn nhà khác gì vậy. Mất luôn mà, mất luôn mà. Chơi bả vậy hai người cưng công cốc rồi đó.